Nhà con có ba người, mẹ, con và ba. Ba con làm việc vất vả vì gia đình mình. Ba bồng con đi ngủ mỗi đêm. Đây là món quà ba mới tặng con. Hôm nay con đạt huy chương vì có mẹ cổ vũ. Con muốn dành tặng huy chương này cho ba. Cuộc sống vốn không lường trước được điều gì. Lâu lắm rồi bà mới ăn sáng với mẹ và con. Cả nhà mình cùng ở bên nhau như những gia đình khác. Ba không đi được nên ba không thể bồng con nữa. Nhưng bây giờ hai ba con có thể đi ngủ cùng nhau. Bây giờ ba với con là một đội, vui cùng nhau. Nhưng con muốn ba chơi với con. Vì giờ ba sẽ chơi với con nhiều hơn. Đừng chờ đến khi quá muộn để quan tâm đến gia đình mình, vì điều quý báu nhất trên cuộc đời đang ở cạnh bên. Hanwha Life, gia đình là cuộc sống.